Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Chiên Hồng và Quốc hội khóa 15 long trọng khai mạc kỳ họp thứ ba dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là kỳ họp đầu tiên của bối cảnh bình thường mới. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày. Tại phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Chính phủ trình bày báo cáo về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba. Trưởng ban dân quyền trình bày báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai. Những dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 gồm Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh sửa đổi, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, các nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến nhiều dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi để chất vấn và trả lời chất vấn. Chi tiết về phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị ở những bản tin thời sự tiếp theo.